Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Việt, đến từ nhóm 3 lớp IH40. Hôm nay mình sẽ trình bày chủ đề kế nước tiểu và PCR khi nào bằng tiếng Anh. Trước tiên, mình sẽ tóm tắt bằng tiếng Việt. Kế nước tiểu và PCR khi nào? Khi một bệnh nhân nhiễm trùng niệu đến với bác sĩ, đầu tiên ta phải hỏi nhân thân và hoàn cảnh nhiễm trùng. Khi đó ta có thể đoán được ngay vi trùng đó là vi trùng gì và cho điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Chỉ cái khi điều trị kinh nghiệm mà tổng phân tích nước tiểu vẫn còn bạch cầu, hoặc kháng trị, hoặc tái nhiễm, tái phát. Chỉ làm PCR khi biết nó là con gì và cần type của nó để phòng tái phát. PCR trước khi cho kháng sinh thì độ nhạy rất là cao. Nhưng sau 3 ngày điều trị kháng sinh mà làm PCR thì dương tính chỉ còn khoảng 60%. Và sau 1 tuần, từ 4 tới 9 ngày điều trị thì phần dương tính chỉ còn khoảng 10%. Như vậy, nếu cần làm PCR thì ta nên làm với mẫu thử trước khi điều trị hoặc làm trong vòng 3 ngày đầu sau khi điều trị. Không nên làm từ ngày thứ 5. Sau đây là phần trình bày bằng tiếng Anh. When we need urine controls in duties. First of all, when we miss a duty patient, we should ask about medical history, job, and etc. After that, we can guess the name of bacteria and use the empiric antibiotics for our patients. In most of cases, the antibiotics will recover the duty, but in some cases, they won't affect you. There are some signs such as white blood cells on urolysis, treatment resistance, and reinfection. That is the time for urine controls and antibiogram. And how about PCR? PCR is usually used on reinfection patients. But if we want to use PCR, we must know the name of bacteria from urine culture. And you want to know the type of these bacteria in order to prevent reinfection. Wait a minute. There is a problem here. We just can use PCR after urine controls. So we must spend time on antibiotics administration. I found research about this problem on NCBI website. They said that blood samples before antibiotics administration will positive 90.5%. The positivity rate has declined to 60.5% within 3 days after administration of antibiotics, and were only 10% at approximately 4 to 9 days after antibiotics administration. So, in conclusion, we should perform PCR with the sample before antibiotics administration or at the latest 3 days after antibiotics administration. Moreover, CDC says that PCR testing after 5 days of antibiotics use is unlikely to be a benefit and is generally not recommended. That's all and the end. Thank you, everyone.